Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm từ VBox qua thông qua mạng NAND. Đầu tiên là chúng ta phải có một cái máy tính nối chung mạng NAND với cả VBox. Chúng ta đặt cho máy tính một cái địa chỉ IP tĩnh. Rồi ở đây mình đã đặt tạm cái giá IP tĩnh của mình là số 112. Và cái thư mục mình lưu các cái phần mềm cài đặt là trong C. Đây, mình để sẵn VBox Mini ở đây rồi. Bây giờ để truy cập vào, để cho VBox có thể truy cập được vào cái mạng NAND này thì chúng ta chuyển qua màn hình. Ok, chúng ta phải vào phần video player quảng cáo. Rồi, sau đó chúng ta đợi cho nó load. Qua phần device, phần device này chúng ta thấy này, ở đây có rất nhiều thư mục. Nếu bạn muốn kết nối PC thì bạn chỉ cần kích vào đây. Add device. Đó, ở phần địa chỉ IP này chúng ta nhập cái địa chỉ IP của máy tính vào. Ở đây là 30.3.1.1.1.2. Đây là cái địa chỉ mà của máy tính của mình. Đấy. Sau đó chúng ta chọn Enter. Đấy thì cái địa chỉ IP sau khi đã nhập vào rồi thì nó sẽ hiện cái thư mục bạn share trên máy tính ra. Và cái phần share thư mục trên máy tính thì các bạn tự tìm hiểu. Đấy, sau khi đã share rồi thì nó sẽ lên cái đây thư mục VBox mình là các phần mềm cần cài đặt. Ok, mình đã giới thiệu xong cách truy cập VBox qua mạng NAND và PC mà bạn muốn, không cần phải copy qua USB, hay là nếu như VBox mini thì không cần phải copy qua mạng nữa, qua internet nữa.